Danh Lam, Sài Gòn. Và tiếp theo chương trình thì tôi cũng mời bà con nghe ý kiến của một vị khán giả liên quan đến câu chuyện này. Mọi chi tiết mà để liên lạc với Lang Thang Sài Gòn, bà con vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0916 772 145, hoặc là bà con kết bạn Zalo và để lại những cái thông tin, tôi sẽ liên lạc với bà con. Xin nghe chân thành cảm ơn bà con nha. Mời bà con nghe ý kiến của vị khán giả tiếp theo. Thôi trước nhất là anh gì đây, anh cũng chắc có lẽ lớn hơn em rồi, anh năm nay 60. Dạ. Thì trước nhất là xin chào cộng đồng mạng, chào bà con, cô bác và anh chị em. Tôi hôm nay có đôi lời gửi đến ông Năm Sầu Riêng. Đấy. Bây giờ cái tiếng nói của tôi là gửi đến anh Năm Sầu Riêng. Không biết cái chuyện của anh làm á, anh biết có xấu hổ gì không? Anh nó mắc cỡ à. Nếu mà đúng như tôi mà như anh á, hiện bây giờ á, là tôi lủi vô cái góc Sầu Riêng vỡ, tôi không có đi đâu chứ á. Anh nói gì vậy, anh làm gì vậy là chắc anh tốt đẹp lắm phải không? Tôi nói thật với anh á, cái chuyện mà tiễn vợ của anh á, là tôi đánh vào cái tâm lý của anh á. Tôi đánh vào tâm lý, trúng tâm lý của anh luôn. Nhưng mà cái YouTube ấy này kia nọ đó, lập ra cái tiễn vợ tiễn chồng này á là nó rất hay, nó rất tốt. Là để cho những người mà ta cô đơn độc mã là già gì đó, không có người chăm sóc đó, là người ta thương với nhau, người ta bệnh hoạn này kia nọ, thì chuyện đó thì tốt đẹp chứ không có gì. Nhưng mà cũng có kẻ lợi dụng tham ô dục vọng dâm tặc rồi lên để kêu YouTuber lại quay lên rồi đưa lên để chuộc lợi. Đây nè, cái chỗ tâm lý tôi đánh, chỗ tâm lý anh tôi nói thẳng cho mặt anh á. Anh năm nay có thể là tôi á. Anh năm nay có thể là lớn hơn tôi. Thôi tôi kêu anh mà anh đi. Đi mình không biết, nhưng mà thấy cái mặt già già rồi, cũng cha trai gì đó. Thì thôi kêu anh đi. Cái tâm lý của anh á, tiễn vợ để về nhà ở với anh một hai đêm. Anh nói là anh tìm hiểu. Anh tìm hiểu. Cho nên mấy bà đó là nghe anh là có sầu riêng đất cát nhà cao cửa rộng ha. Mấy bà phái tham, một số đó là tham tài sản của anh à. Nhưng mà mấy bà đây chỉ làm gì, làm ưu xin hả, ưu xin trong ấy chứ làm gì, có thẳng tại mấy bà không hiểu. Đây là cái tâm lý của anh á, tiễn vợ để một hai đêm, một hai bữa là anh tìm hiểu. Tìm hiểu những bà nào, cái lời bà nào mà có cá nhiều đó, làm chấm, ha. Có thể là ngang tài sản của anh hay gì đó, anh mới chấm. Tôi nói hả? Bởi cho nên một, hai bữa là anh đuổi người ta gì à? Hay là anh kiếm chuyện gì kia nọ? Từ ra là 30 mấy, 40 trở lại. Cái chuyện đó, chuyện anh quá phái, anh mê. Cái tạc dâm của anh đó, anh phái, là anh chấm. Ha. Tôi nói thật với anh á, cái mặt của anh bây giờ đó, anh ở trong góc Sầu Riêng đi, đừng ở ngoài. Tôi nói thật, quá nhục nhã luôn. Trời ơi, già 4, 5, 6, 7 chục tuổi mà lên clip rồi ôm với nhau, hung cắn môi, hung má gì trời ơi, làm gì đó mà. Tôi đây là tôi xem TV, tôi xem cái clip của anh á, tôi mắc cỡ, tôi không dám dọn luôn. Chính là cái người xem mà mắc cỡ được mấy chị các bạn ạ, bản mặt của anh. Tôi quá bức xúc luôn á. Rồi những cái bà đó làm biết là danh giá của mấy bà này không còn cái gì hết trơn trời. Đó rồi như cái ông năm xưa năm gì đó ha. Ông lên tiễn vợ rồi ông quay phim chụp hình nhà lầu 2-3 tầng rất rộng. Thì ông vừa bước xuống lên chương trình, ông bước xuống là những chị đó gọi bằng cháy máy luôn ha. Rồi xuống tới nhà luôn, ổng nói mà, ổng nói xuống tới nhà luôn. Rồi kẻ leo gào, kẻ chung lỗ chó, sắp hàng, lỗ trốn luôn. Cái danh giá mấy bà để đâu ạ? Hả? Mấy bà, tôi hỏi mấy bà, cái danh giá mấy bà để đâu? Mấy bà làm gì? Bây giờ mấy bà vô đó làm gì? Đạo quân xin nhau trả hay gì? Chứ làm gì vậy? Vô đó có nước là quân xin cho tới không có làm gì là vợ chứ. Làm biết rồi sao tôi thấy là tôi mắc cỡ giùm nó trời.
thì ví dụ mình nghèo đi nữa mình cũng có cái danh dự của mình chứ đâu mà đi mà tấn công tới nhà của người ta leo vào rồi chung đống chó, nhục không? Quá nhục, rất là nhục luôn. Anh nói thiệt, anh xem cái từ mà cái clip mà ông U70 bự đó là ông cưới vợ đó, là bây giờ nè nói qua cái vụ gì ông U70 luôn, ông U70 với cái bà dân này nè, hai người sai bét mẹ đi, không có người nào mà chung được. Bây giờ nói qua cái vụ bà dân này, bà đi lên bà cưới chồng, chính bả với con bả nói là lên đó, bả còn nói, bả nói thấy ông bự thấy thằng em thấy thương, thì có bả nói gì thì bả cũng phải chia sẻ với con cái rồi phải không, đồng ý mới cho bả lên chương trình, bả cứ ông bự gì á. Nhưng mà cái ông bự này đó, ông bự này là sai đầu tiên, sai trước, bởi vì ông lên đó thì với cô Văn ông ngồi rồi ông mới nói là mình tìm hiểu nhau. Rồi cái cô Văn có nói là hỏi anh, hỏi tìm hiểu, từng lễ sao cưới luôn. Trời ơi, làm gì đó mà kỳ gì trời, chưa từng có luôn á. Nhưng mà lúc đó là chưa đổ bệ ra, mà không có nói người ta được. Đấy, vậy. Mà khi mà cưới về, tại sao gia đình của mình có bàn tính hết trơn rồi, con cái này kia đồng ý hết trơn rồi mà cưới người ta về, dắt về nhà rồi đuổi người ta về bên kia. Làm ăn chưa gì vậy? Là sao? Phải đâu cái đó phải chuộc lại không? Phải chuộc lại tiền bạc của mà Bạch Thường Quân không? Cướp được là đủ ta đi. Nhưng mà anh ông Quế Mưu này á là lỗi anh là lúc mà người ta lên kết nối với anh. Người ta có trong giọng ta nói lẽ sao là tướng liền, anh ơi liền. Anh già rồi, anh Quế Mưu rồi. Mà người ta còn trẻ trung điện nước đầy đủ. Bạn nghe lời người ta à? Chứ không anh không có tài sản, không có con mẹ chứ đó, mà người ta điện nước đầy đủ chắc vậy á, mập mạp ta kết nối với anh, ta thương anh, thương chỗ gì hãy chung thương chỗ chụp lại không. Anh năm nay 70 rồi mà anh còn dạy đi với cái con đàn bà gì lên kết nối với chưa này 10 ngày nữa là cứ luôn mà hỏi anh cứ luôn làm ăn cái gì kỳ trời chưa từng thấy á. Rất là mà là xấu hổ thiệt. Anh phải đánh vào cái tâm lý người ta. Ví dụ người ta nhỏ hơn mình có 20 tuổi mà bây giờ mình thì ở phòng trọ tài sản không có gì hết, người ta hiểu rồi, người ta hiểu sâu tới trong tim của mình lặng không. Mà người này á là cũng lịch sự đàng hoàng, tại sao người ta đến mình là đến bằng cái gì? Anh phải tìm hiểu coi người ta có thương mình thật hay không. Người ta nói tiếng nói người ta khỏi anh, khỏi tìm hiểu. Từng lễ qua 10 bữa sau cưới luôn anh. Ok, làm liền. Anh tới nái à? Hả? Anh 70 anh còn tới nái hả? Coi như là hai người này là người nào á cũng là ý đồ lợi dụng á. Người nào cũng sai hết. Nhưng mà cái cô Quân này đó đồng ý cưới người ta. Dắt về nhà, đồng ý cưới người ta thì phải dắt về nhà, người ta không có nhà thì phải cho người ta vô nhà chứ, chưa vô nhà đuổi thì gì à, là sao vậy? Trên đời này chắc có một không hai, có một cô này chắc không có không hai chứ. Anh nói thiệt, anh lâu rồi theo cái chương trình kết nối thương này á, lâu lắm rồi, nhưng mà nó rất hay. Hay là vấn đề cái chỗ là người ta cô thân độc mã rồi đó, tuy rằng có con rồi kia nọ thì ví dụ nửa đêm có không bệnh hoạn này kia nọ rồi cũng không có dám gọi con, rồi có vợ có chồng rồi săn sóc với nhau thì chỉ thôi tốt, nhưng mà cũng có rồi có một số là lợi dụng lên tiếng để là lên nói là kiếm tiền lừa đảo. Anh nói thì anh nghèo, anh nghèo lắm. Nếu mà bà như ông U70 đó, ông U77 đó, ổng mà lên tiễn vợ bên mà một nhà lưu trú đó,
ổng mà không nói là tôi có đất 8 công á, rồi nhà căn nhà, rồi tôi bà nào mà thương nó gì tôi cắt cho 6 mét. Nếu mà ổng không có nói như vậy đó, 8 năm sau chưa có bà nào mà gọi nữa. Mấy bà gọi điện để làm gì? Nghe ông nói mấy bà gọi điện làm gì? Phải trục lợi không? Phải tham không? Tham tài sản không? Nói trắng ra đi, bây giờ lên tôi nói tôi nghèo thiệt, tôi nghèo lắm, tôi không có gì chứ. Có bà nào gì cứ về với tôi thì đi mà mướn. Chắc lẽ 8 năm sau không có ai mà mấy bà không có điện tôi đâu. Tôi nói thẳng, trời giờ nó gì đó, tôi biết. Bởi cho nên mấy bà mà thấy mà anh nào mà có thường quân này cái đó đó, sáp vô, có mạnh thường quân rồi đó, hỗ trợ rồi đó, sáp vô để làm gì? Hả? Sáp vô là ăn thịt ổng hay là kiếm tiền mạnh thường quân? Phải không? Mấy bà làm biết tôi nói thiệt, tôi nói mấy bà nghe rồi, mấy bà tôi đăng cái cuộc gọi này lên không, mấy bà nghe rồi, rồi mấy bà trốn đi, rồi bao nhiêu người ta dòm mấy bà đó, rồi mấy bà có thẹn không? Còn ông Năm Sầu Riêng, cái ông đó là nói thiệt, trời ơi, đi qua nhà vợ, đi qua nhà vợ mà cũng như là người khác vậy đó. Anh coi cái clip mà qua nhà vợ rồi qua nó bắt đầu phóng ghế ngồi chặt bành đương cô cho hỏi ra. Cái đó là khách chứ đâu phải là ghế. Chính xác anh. Trước khi anh nó già rồi mà anh qua nhà vợ anh phải thanh tay lễ phép đàng hoàng. Thì ban đầu anh phải gọi thằng bác là đúng rồi. Thì anh phải vô bằng thờ tổ tiên thắp nhang lại rồi mới xin phép và kêu bằng ba má. Yeah. Nó như vậy mà anh dòm thấy cái dáng của ổng làm á, ổng kêu bằng ba bằng bác thiếu điều nước cục á, cái lời kêu ổng á muốn nước cục á. Chính xác. Tại vì á, yeah, tại vì ham hố quá thấy gác chịu. Hàm hố gá mới là gán mà lết qua đó để làm để xin là làm lễ cưới. Anh em thấy em mở cái clip mà thằng Chả mà đi qua tướng này đi qua mà nhà vợ làm có đúng không? Đúng là một người ghẻ không? Đi qua nhà vợ mình làm cái đó là y ra là cái người khách, còn người khách chứ làm gì? Nó phải là người ghẻ gì? Đi qua nhà vợ là phải đứng thanh tay, đứng không được ngồi nữa. Chừng nào ông già vợ bảo vợ mày ngồi xuống mới có quyền ngồi nha. Nhưng mà trước khi vô nhà người ta là mình phải thắp nhang lại ông bà mình xô tô tiên ông bà người ta, rồi sau mình mới xin phép sinh con đấy, người ta đồng ý cho sinh con thì mình cũng mới là mới dám thôi. Nói như vậy còn này em thấy không, mà nhìn cái mặt cha này nói với ông già vợ là có năm mấy à, trời ơi anh dám đánh giá mà lớn anh á, từ 5 tuổi đến 7 tuổi, gương mặt khứa này nè, cái tâm lý của thằng tướng này á, anh giặt giặt ra là tìm hiểu cái bà nào có tài sản mới chấm. Bởi cho nên vì tìm hiểu 2 đêm 3 đêm là không có cái quăng. Mời mốt kêu YouTube lên lại là quay lên đưa lên nữa, tiễn nữa. Nghe có đất, Sầu Riêng nhà sao cứ gặp cái bà này. Ê rồi, hai rồi. Ê, rồi bắt đầu gì đó thì tiễn vài bữa. Mà tìm hiểu vài bữa. Em nhà sao cứ gặp đất cát thì cái nọ thì có rồi, nít anh nào tại đó thì đấy là chấm. Chứ mấy bà mà đừng có nói ra, từ đây sắp lên á, các chị tôi nói các chị á, đừng có xách cái lời không mà đi lại mà kết nối với cái thằng cha Năm Sầu Riêng này đó. Cái thằng cha Năm Sầu Riêng này mưu mô lắm, anh nói thẳng luôn, mưu mô là với đàn bà, bao nhiêu đàn bà được. Tôi nói thẳng với anh á, Năm Sầu Riêng. Tôi đánh giá anh là anh tìm hiểu đồng bà nào có của phải bằng anh ít nhiều hơn là anh mới chấm. Tôi nói thẳng rồi đó, cái tâm lý của anh gì đó, tôi giặt trần cái tâm lý của anh gái.
bốn thành. Còn như ông U 77 gì, ông lên ông nói cho nhà cho đất, đất sáu mấy đất ra cho, trời ơi, ông mà bước xuống khỏi chương trình nó điện cho Phúc Nghĩa cháy máy luôn, chưa từng có luôn. Còn ông Năm Xương gì trốn luôn mà, bao dây nhà trốn luôn, kể trong lỗ chó leo vào sắp hàng đứng mà nắng á, rồi ông nói tôi đi trốn luôn. Trời ơi trời, danh dự của thằng bà mấy bà đến đâu mấy bà hả? Tôi coi theo tôi xem tôi mắc cỡ thiệt. Bởi là ảnh sau này anh chớ lên này anh gọi đến cái chị gì đó rồi đợi là thích nói thì cái chị kia chỉ từ trong rồi không biết bây giờ anh tiện có hay không. Nhưng mà mấy bà đó gì đó, tôi nói thẳng với mấy bà gì còn nước mà làm u xin cho chảy chứ không có làm được một người vợ gì chứ. Tôi nói thẳng, thích thì mấy bà ở, không thích mấy bà cũng ra đi, còn để bà sắp cái lời không, bây giờ bà sắp cái lời không gì à. Nói thẳng, tôi nói cho mấy bà biết, mấy bà ngừa đi, đừng có kết nối nữa, đừng kết nối những người đó nữa. Ê, qua vụ việc này thì anh cũng chia sẻ với em một đoạn cú điện thoại gì đó, em cứ đăng lên đi. Dạ. Những cái người mà tham ô tài sản dâm dục á, để cho nó nghe đặng mà nó đừng có chui ra ngoài nữa. Dạ. Nói như vậy đó. Rồi em cảm ơn ý kiến chia sẻ của anh nha. Chúc anh cùng gia đình sức khỏe nha. Anh cảm ơn em. Dạ okay. Dạ thank you anh. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là một ý kiến của một vị khán giả cũng liên quan đến là cụ Năm Sầu Riêng. Hôm nay cụ Năm Sầu Riêng là như là phụ sóng toàn bộ mà có rất nhiều bà con cũng là liên lạc về cho Lang Thang Sài Gòn và gửi cái ý kiến của mình lên không gian mạng. Và tất cả mọi cái thông tin mà để liên lạc với Lang Thang Sài Gòn thì bà con vui lòng kết nối với Zalo ở số điện thoại 0916772145. Và bà con để lại cái thông tin trước, và nếu như mà muốn đóng góp ý kiến của mình lên tất cả những cái vấn đề mà cái sự kiện xã hội thì Lang Thang Sài Gòn sẽ liên lạc với lại tất cả các bà con ha. Và cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con đừng quên cho Lang Thang Sài Gòn xin một like nha quý vị, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị.